À vâng, Xúc K2 xin chào bác nhé. Hôm nay bên em tiếp tục test nhanh con bơm năng lượng mặt trời hệ 4860V, công suất 750W. Thì con này thuộc dòng bơm lưu lượng nhé. Con này chơi gửi cho anh khách ở Diêm Khánh, Khánh Hòa. Em có test nhanh cho anh cũng như là giới thiệu sơ bộ lại một số thông số cơ bản của máy. Thì con này thuộc dòng bơm lưu lượng. Đấy, lưu lượng rất là khỏe, từ 20 đến 40 khối một giờ. Đấy, chạy từ hai tấm pin 450W trở lên là có thể chạy rồi nhá. Thì con này anh khách của em thì cái nhu cầu anh thì anh bơm nước từ một cái hồ vào cái ao ốc của anh. Đấy, cái độ cao của nó chênh nhau tầm khoảng 1,5 m và xa tầm 100 m. Thì con này lưu lượng như thế thì chạy với điều kiện đó thì rất là phù hợp. Đó thì anh có đặt em con này. Đấy, để ứng dụng vào bơm nước tuần hoàn ao ốc. Đó. Đây, em quay một lượt lại máy cho anh xem này. Đó, máy thì bên em độ hoàn thiện rất là cao rồi. Chung máy rất là khôn. Đấy, chỉnh chu đến từ cái tem luôn này. Đó, thì mẫu này bên em cũng làm cực kỳ nhiều luôn, cũng không giới thiệu chi tiết nữa. Gọi là giới thiệu qua lại cho anh xem máy của mình chưa nhận thôi. Đấy, máy thì rất là đồng bộ, rất là chắc chắn nhá. Đó, thì đây thì em có đầu nối sẵn rồi. Đây, em hút dưới ao này. Và đường điện của em thì em câu với cả 4 tấm pin. Đấy, 4 tấm 370W nhá. Đấy, hiện tại thì em đang ở khu miền Bắc. Thời tiết này, thời tiết mùa thu. À, có nắng nhưng không gắt nhá, gọi là có nắng thôi. Đấy, có nắng này. Đấy, nắng rất là sớm, mùa thu ở miền Bắc thì nắng rất là sớm luôn. Nắng sớm nhưng không nóng nhá, nắng không gắt, không nóng. Đấy, rất là mát. Đấy, rồi ok, thì em cũng đã đầu nối xong. Thì con này thì là mẫu tự động, cấp điện là máy sẽ chạy thôi. Đây, em bật luôn cho bác xem này. Nó sẽ tít cả và nó khởi động mềm lên này. Rồi bao nhiêu này, bao nhiêu đường nước này, nó phun xa được khoảng tầm khoảng 4 m, rất là khỏe. Đấy, cái áp lực nó rất là khỏe nhá. Đó, máy bên em chạy rất là êm rồi. Bây giờ em đo công suất cho bác xem này. Đây nhá, đây là đường điện này, đường điện của em này. Đấy, đây em đo trực tiếp luôn. Đầu tiên em đo vôn nhá. Đây, hiện tại là 58V này. Đó, 58V này. Xem dòng ăn bao nhiêu nhá. Dòng ăn 9A. Hiện tại nó đưa ăn tầm khoảng 500W thôi. Trên 500W một tí. Mà bác nhìn này, rất khỏe nha, con này em thiết kế 750W. Đó, hiện tại thì công suất tầm pin nó tạo ra nó đưa ăn tầm khoảng trên 500W tí thôi. Đó, thì cái video này em cũng test nhanh cho anh khách của em, thì cũng như là giới thiệu sơ bộ lại thông số cơ bản của máy. Thì các bác nào nhu cầu tìm hiểu hoặc tham khảo thì bác cứ liên hệ trực tiếp hotline hoặc Zalo, em sẽ để góc màn hình nhá. Đó, vâng, Xúc K2 cảm ơn các bác. Chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ hiệu quả. Vâng, Xúc K2 xin chào các bác.